Xin chào tất cả các bạn, mình là thầy Tô Công Nghệ, member VHB khu vực miền Trung. Như các bạn đã đọc bài trên group của VHB, các anh trong ban quản trị đã quyết định mở một khóa dạy học online về các lĩnh vực như là coding, hacking và network. Thì mình và một bạn nữa đã được các anh trong ban quản trị tin tưởng về giao trách nhiệm hướng dẫn các bạn về phần network. Thì trước khi bắt đầu buổi học ngày hôm nay, mình có một vài điều muốn nói với các bạn. Đầu tiên là về nội dung chương trình học. Thì chương trình học mạng của bạn sẽ gồm 3 phần. Đó là CCNA ICD1, MCSA 208 và Linux LB1. Thì chương trình đầu tiên các bạn sẽ tiếp cận đó là chương trình CCNA ICD1. Đây được xem là chương trình cơ bản khởi nguyên dành cho những ai mới bắt đầu tìm hiểu về mạng. Về phần tài liệu học tập thì tài liệu mình sẽ giảng dạy theo chuẩn của Cisco. Và tài liệu mình gửi cho các bạn sẽ là tài liệu về sẽ có bao gồm tài liệu tiếng Anh và tài liệu tiếng Việt. Vấn đề tiếp theo là vì đây là khóa học dạy online nên chúng ta sẽ không thể có thực hành trực tiếp việc học mà chúng ta chủ yếu thực hành trên lớp ảo. Thì phần mềm chúng ta sẽ chủ yếu thực hành là Packet Tracer, GNS 3 và VMware. Thì về phần tài liệu học và phần mềm mình sẽ upload lên và anh Ken sẽ gửi link download cho các bạn. Và để tiện cho các bạn trong việc hỏi đáp thì các bạn gọi mình là Long. Thì ở đây mình khuyên các bạn là cứ sau một buổi học thì hãy hỏi đáp tích cực, các anh trong phòng quản trị sẽ giải đáp. Rồi bây giờ chúng ta cùng nhau bắt tay vào buổi học đầu tiên. Thì đối với những bạn mới bắt đầu tìm hiểu về mạng thì trong đầu các bạn sẽ có một câu hỏi thế này là vậy mạng là cái gì? Thì bài học hôm nay sẽ cho các bạn những hình ảnh đầu tiên, những khái niệm đầu tiên và cơ bản nhất về một hệ thống mạng. Mạng là gì? Mạng có thể là một người dùng cá nhân sử dụng máy tính địa bàn ở nhà kết nối vào Internet thông qua một modem ADSL. Mạng cũng có thể là một người dùng sử dụng laptop hoặc các thiết bị di động truy cập vào Wi-Fi của cà phê hoặc Wi-Fi ở các điểm truy cập Wi-Fi công cộng kết nối với Internet. Mạng cũng có thể là trụ sở của một công ty kết nối vào về các chi nhánh thông qua đường truyền list-line. Vậy mạng là một hệ thống đường truyền kết nối với nhau để đảm bảo sự truyền tin giữa các thiết bị khác nhau, giữa các thành phần khác nhau của hệ thống. Ví dụ như là người dùng cố định tại nhà, người dùng di động giữa một trụ sở và các chi nhánh khác nhau thông qua đám mây Internet, và đó là một hệ thống để các thiết bị có thể truyền tin được với nhau. Chúng ta cùng điểm qua một vài thành phần vật lý cơ bản của một mạng. Các bạn cùng quan sát. Đầu tiên, thành phần thiết thực mà các bạn hay gặp nhất đó là PC có thể kết nối được mạng. Thì để PC có thể kết nối được mạng, nó phải sử dụng một thiết bị gọi là card mạng hay gọi là Network Interface Card. Thì các PC này, những PC này sẽ đấu nối lên các thiết bị khác nhau bằng các đoạn dây mà ta hay gọi là cáp mạng, như các đoạn màu đỏ các bạn thấy trong hình đây. Thì các đoạn cáp mạng này phải được kết nối vào một đầu nối mạng gọi là RJ45 connector. Các PC này sẽ được tập trung về một thiết bị tập trung gọi là switch. Từ những con switch này sẽ tập trung dữ liệu về router, và từ router sẽ có một đường đi internet nào đó. Đó là những thành phần vật lý cơ bản của một mạng. Slide này sẽ giới thiệu cho các bạn một số icon hay là biểu tượng được sử dụng trong sơ đồ mạng. Thì như các bạn đã biết, để biểu diễn một mạng, ta phải thể hiện nó ra dưới dạng sơ đồ mạng, Network Diagram. Thì sơ đồ mạng này sẽ có một số ký hiệu tiêu chuẩn. Chúng ta cùng nhau điểm qua một số ký hiệu tiêu chuẩn trong sơ đồ mạng này. Như các bạn thấy trên hình, đây là biểu tượng của một PC, Personal Computer, máy tính cá nhân đấy. Đây là biểu tượng của một server. Ở đây các bạn không cần quan tâm những từ như DHCP, Client hay là TFTP. Những phần này chúng ta sẽ đề cập trong những bài học tiếp theo. Thì PC và server sử dụng các đoạn cáp mạng đấu vào con switch thông qua các cổng phát Ethernet 011 và phát Ethernet 012. Đây là biểu tượng của switch hình hộp.
Và từ công suất này có thể dùng các mạng đấu vào một con router. Đây là biểu tượng của con router. Các bạn để ý phía trên có một ký hiệu cách thông quan. Đó là một chiếc laptop. Laptop này, đấu đế thiết bị này cũng là một router thông qua một kết nối từ xa gọi là ESF, đường nét đứt màu đỏ này đây. Còn đám mây này nghĩa là gì? Khi có một hệ thống nào đó mà ta không quan tâm, không cần biết hoặc không thể biết trong nó chứa gì, thì ta mô tả đó bằng một đám mây. Và đây là ký hiệu của một đám mây mạng mà ta không biết. Đám mây sẽ là biểu trưng cho Internet, vì ở ngoài Internet là có vô số thứ tào lao tầm phào ở đó, ta không thể biết được ngoài đó có gì, nên là đám mây thường là biểu trưng của Internet. Rồi từ laptop này, ta có thể truy nhập vào con switch này thông qua một kết nối mà như các bạn thấy trên hình là ở trong màu xanh ở ngoài viền đỏ, ta gọi đó là đường VPA. Rồi từ con router này, kết nối đến con router này thông qua một kết nối mà ở đây người ta không vẽ bằng đường thẳng mà vẽ bằng đường zig zag, thì đường này ta có thể hiểu ngầm đó là một đường leash line, một kênh thiên riêng để đấu giữa hai con router cách xa nhau ở cự ly có thể lên đến hàng ngàn km. Thì các bạn nhìn trên sơ đồ mạng này, các bạn có thể biết được một vài biểu tượng, một vài con chuẩn trong sơ đồ mạng. Tiếp theo, chúng ta cùng điểm qua một vài chức năng chia sẻ tài nguyên của một hệ thống mạng. Thì một hệ thống mạng có những chức năng chia sẻ tài nguyên như sau: Data and Application, chia sẻ dữ liệu và ứng dụng. Nó có thể chia sẻ dữ liệu và ứng dụng, tức là khi các bạn vẫn thường mở PC để chia sẻ với file với nhau. Ví dụ thế này cho các bạn dễ hình dung: các bạn ra ngoài Internet, các bạn ra ngoài tiệm net, các bạn mở máy lên, nhưng mà trong máy các bạn không có trò game các bạn muốn chơi, mà bộ cài của trò game này đang ở trên một máy khác, thì các bạn chỉ việc mở cửa sổ run lên, gõ xịt xịt rồi tên máy các bạn muốn truy cập đến, rồi enter. Thì sau đó các bạn sẽ truy cập vào trong máy đó và các bạn lấy bộ cài từ trên máy đó về máy mình. Thì đó gọi là chia sẻ data, chia sẻ file. Còn chia sẻ ứng dụng thì ví dụ như là bạn mở một trò game lên, bạn tạo phòng rồi mời các rồi những người khác vào cùng chơi với mình, thì đó gọi là chia sẻ ứng dụng. Và thì bạn nào đã từng chơi những cái trò chơi như là Counter Strike, rồi Half-Life, hay là Đế chế, hay là World of War đó, thì các bạn sẽ biết được cái chia sẻ ứng dụng này. Và chúng ta cũng có thể sử dụng hệ thống mạng để chia sẻ các tài nguyên phần cứng. Ví dụ như các bạn thấy trên hình đây, ta có một máy in. Thì ngày xưa mỗi PC phải kết nối vào một máy in để thực hiện việc in ấn văn bản, in ấn tài liệu văn bản, dẫn đến việc là giả sử công ty có vài trăm y, nó có vài trăm PC, không lẽ phải mua vài trăm y. Thì dẫn đến việc là nếu là nó làm như vậy thì sẽ rất là tốn kém. Thì bây giờ người ta không còn sử dụng như thế nữa. Bây giờ người ta sử dụng một print server, rồi dùng main đấu vào print server này, chia sẻ main cho toàn bộ hệ thống. Lúc bây giờ nếu một PC bất kỳ nào đó trong hệ thống muốn thực hiện việc in ấn, chỉ việc kết nối vào print server này và thực hiện việc in ấn, vậy là xong. Lợi ích thứ ba của một hệ thống mạng đó là lưu trữ tài nguyên, network storage, tức là lưu trữ thông qua hệ thống mạng. Tức là người ta sẽ sử dụng lấy các hệ thống SAN switch, các server chuyên dùng để lưu trữ toàn bộ tài liệu, dữ liệu của cả công ty. Lợi ích cuối cùng là backup device, tức là người ta sẽ đưa ra một loạt các thiết bị để backup dữ liệu, đề phòng khi thiết bị lưu trữ chính gặp sự cố, hỏng hóc hay cháy nổ, các thiết bị khác thay thế kịp thời để đảm bảo hoạt động thông suốt của hệ thống. Thì khi các bạn triển khai hệ thống mạng, các bạn sẽ có được đầy đủ lợi ích mà mình vừa nêu. Bây giờ chúng ta cùng đi qua một số ứng dụng mạng phổ biến mà ta hay sử dụng. Đầu tiên đó là email. Thì email các bạn biết rồi, ta sử dụng email hàng ngày để gửi thư qua lại, rồi làm việc với đối tác, trao đổi thông tin với nhau. Thì mail các bạn có thể sử dụng như là ứng dụng mail có thể các bạn sử dụng như là Outlook, Box3, Yahoo, Gmail, Hotmail, vân vân. Ngoài ra ta còn sử dụng các trình duyệt web,
Thì ngày nay thì không ai là không sử dụng sử dụng trình duyệt web cả, nó quá phổ biến rồi. Thì trình duyệt web phổ thì một số trình duyệt web phổ biến như là Internet Explorer tức là IE, và Mozilla Firefox, Chrome, và mới nhất mới đây là Chrome. Một ứng dụng người dùng nổi tiếng khác là Instant Messaging, tức là tin tin nhắn tức thời, tức là chat đấy các bạn, như là Yahoo Messenger, Microsoft Messenger, vân vân. Hay là Collaboration, ứng dụng làm việc tập thể như là Whiteboard, Next Team, WebEx, và hiện nay mình thấy nhiều người hay sử dụng nhất vẫn là Skype. Và cuối cùng là các ứng dụng về database như là File Server nhé. Tiếp theo chúng ta cùng nhau khảo sát các ảnh hưởng của ứng dụng người dùng lên hệ thống mạng. Thì ứng dụng người dùng có thể chia làm 3 loại. Ứng dụng đầu tiên là Bad Application, ứng dụng hàng loạt như là FTP, TFTP, cập nhật kiểm kê. Thì những ứng dụng này không có sự tương tác giữa con người với con người, tức là không có sự tương tác giữa con người với máy, tức là giữa hai máy chỉ có sự trao đổi giữa hai máy với nhau. Thì khi hai máy nói chuyện với nhau thì nó có thể chậm trễ một tí, không sao cả. Bandwidth important, băng thông thì quan trọng nhưng không quá cấp thiết. Loại ứng dụng thứ hai là Interactive Application, là ứng dụng tương tác như là truy vấn kiểm kê rồi cập nhật cơ sở dữ liệu. Ví dụ ở đây là những người nhập dữ liệu vào cơ sở dữ liệu của trường học, của trường đại học. Thì những người này chuyên làm những việc như là cập nhật điểm, cập nhật sinh viên. Ứng dụng này là sự tương tác giữa người với máy, mà như các bạn thấy trên hình đây là giữa người với server. Thì loại ứng dụng này thì thời gian chờ rất là quan trọng, vì người nhập liệu phải chờ server hồi đáp lại thao tác nhập liệu của mình, nên thời gian chờ rất là quan trọng nhưng không quá cấp thiết. Nhưng tất nhiên nếu là quản trị mạng thì cũng đừng nên để người nhập liệu phải chờ quá lâu. Loại ứng dụng thứ ba là Real-Time Application, là ứng dụng thời gian thực như là VoIP, video, là ứng dụng tương tác giữa người với người. Thì vấn đề ở đây là đã là voice và video thì độ chờ của nó là cực kỳ cấp thiết, tức là tín hiệu voice video từ điểm này tới điểm kia càng nhỏ càng tốt. Ví dụ chắc bạn dễ hình dung như là hội nghị truyền hình từ xa, như các bạn vẫn thấy những hội hay họp truyền hình hay họp hội nghị trên truyền hình, thì đấy là họ đang ứng dụng real time application. Thì các bạn thử nghĩ nếu mà độ trễ thời gian chờ mà cao thì ông ngồi trung ương ông đang đọc chuyển văn khai mạc buổi lễ, nhưng mà hình ảnh âm thanh tuyên truyền về ông Hồ Chí Minh thì là hình ảnh của buổi lễ chào cờ, hoặc là hình ảnh truyền về sẽ bị vỡ lỗi hoặc là không đầy đủ hình ảnh. Slide tiếp theo chúng ta cùng nhau khảo sát một vài đặc tính kỹ thuật của một mạng. Vậy khi khảo sát một hệ thống mạng có phải quan tâm đến đặc tính kỹ thuật nào? Thì những đặc tính kỹ thuật mà ta cần quan tâm bao gồm những đặc tính kỹ thuật như sau. Đầu tiên là tốc độ speed. Thì tốc độ của đường truyền này là bao nhiêu? Đường truyền này nhanh hay chậm? Như các bạn vẫn hay nghe quảng cáo là thuê bao ADSL băng thông rộng download 8 MB, upload 4 MB trên giây, thì đó chính là tốc độ của mạng. Thứ hai, chúng ta phải quan tâm đến chi phí xây dựng lên hệ thống mạng. Thì thiết bị càng xịn, đường truyền càng nhanh thì tốc độ càng cao, bù lại hệ thống hoạt động nó hiệu quả hơn. Tuy nhiên thì chi phí cũng tăng theo những điều đó. Còn nếu các bạn tiết kiệm hơn thì hiệu năng sẽ bị giảm đi làm một tí. Thứ ba, chúng ta phải quan tâm đến vấn đề là security, tức là tính năng bảo mật của mạng này là gì. Thì các bạn biết rồi, ngày nay nguy cơ tấn công bảo mật rất là cao, chúng ta phải quan tâm đến security. Mạng này có chống được các cuộc tấn công bên ngoài hay không? Có chống được tấn công man the middle hay không? Có chống được DDoS hay không? Có giảm thiểu được DDoS hay không? Phía người dùng có được cài các phần mềm nhiễm virus hay không? Tiếp theo là tính availability, tức là độ sẵn sàng của mạng. Mạng này có luôn luôn thường trực 24 trên 7 hay không? Khi gặp sự cố thì mạng có ổn định lại nhanh chóng hay không? Thì một kỹ thuật để tăng cường tính sẵn sàng của mạng mà ta hay sử dụng là tăng cường tính dự phòng của mạng.
Ví dụ như là các công ty ít khi nào họ thuê một đường truyền duy nhất đi Internet, mà họ thuê hai đường đi Internet của hai ISP khác nhau. ISP tức là các nhà cung cấp dịch vụ như là Viettel, VNPT, FPT, CMC ấy. Thì khi thuê hai đường đi Internet từ hai nhà ISP khác nhau, thì đường này sẽ làm dự phòng cho đường kia. Khi một đường kia mắc kết nối, thì đường truyền vẫn được đảm bảo, hệ thống mạng chúng ta vẫn được thông suốt. Giống như hệ thống cáp quang biển của Việt Nam chúng ta, thì hệ thống cáp quang biển của Việt Nam chúng ta có đến 5 tuyến cáp quang biển. Nếu một tuyến cáp quang biển ở vị trí này bị hỏng hay là sự cố, thì ta sử dụng các 4 tuyến cáp quang còn lại, đảm bảo là hệ thống ta vẫn liên lạc được với thế giới, vẫn không bị cô lập với thế bên ngoài. Rồi đặc tính tiếp theo là scalability, tức là sự mở rộng. Mạng này có khả năng mở rộng được hay không? Ví dụ như là ban đầu nhà bạn bắt hệ thống mạng, bắt mạng thì có một modem 2 cổng sử dụng cho hai máy. Nhưng sau này xung quanh nhà bạn có nhiều người cũng muốn sử dụng chung hệ thống mạng với bạn, thì lúc này bạn có hai lựa chọn, hoặc là phải mua thêm một con switch về để mở rộng, hoặc là phải mua thêm một exit point để mở rộng hệ thống mạng cho nhiều người sử dụng. Tiếp theo là tính reliability, tức là độ tin cậy của đường truyền. Tức là khi dữ liệu được truyền đi có bị lỗi nhiều hay không, có bị mắc có tin trong quá trình truyền đi hay không, mạng truyền có tốt hay không, đó là những điều mà ta cần quan tâm. Cuối cùng là topology, tức là sơ đồ hay còn gọi là kiến trúc mạng. Thì tất nhiên quan tâm đến mạng thì phải quan tâm đến các thiết bị được đấu nối với nhau thế nào. Slide tiếp theo chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu qua một vài topology trong mạng là physical topology và logical topology. Đầu tiên chúng ta cùng bàn về physical topology. Physical topology là sơ đồ vật lý, là sơ đồ thể hiện cách mà các thiết bị đấu nối với nhau thế nào. Thì có ba loại physical topology. Đó, thứ nhất là đấu nối với nhau theo kiểu bus, bus topology, tức là có một đường cáp chính ở giữa, các thiết bị khác cùng nhau đấu vào đường cáp chính này. Thứ hai là dạng hình rings, rings topology, tức là các thiết bị đấu nối với nhau theo dạng vòng tròn. Thứ ba là dạng sao, star topology, tức là các thiết bị được đấu nối với nhau vào một điểm gọi là central point, điểm trung tâm, và mọi việc truyền dẫn phải thông qua central point này. Ngược lại với physical topology là logical topology. Nếu physical là sơ đồ thể hiện sự đấu nối giữa các thiết bị, thì logical là sơ đồ thể hiện con đường truyền dữ liệu trong hệ thống mạng nó như thế nào. Có lúc physical nó sẽ trùng với logical, nhưng mà có lúc physical lại không trùng với logical. Ở đây chúng ta cùng khảo sát một ví dụ. Ta nhìn bên trái này, ta có một server và một main đấu và một con switch này. Thì như các bạn thấy, đây là một sơ đồ đấu nối hình sao và dữ liệu muốn đi và dữ liệu muốn di chuyển. Ví dụ máy A muốn gửi dữ liệu qua máy C thì nó phải thông qua con switch này rồi mới đến được máy C, tức là phải di chuyển thông qua một central point. Vậy ở cụm này thì physical trùng với logical, nhưng ở cụm này nó lại khác. Bốn con PC A, F, G, H đấu vào con hub. Nhìn ở sơ đồ vật lý thì nó trông như là đấu nối hình sao, nhưng cách giữ truyền dữ liệu, cách hub xử lý dữ liệu lại xử lý lại theo mô tại kiến trúc dạng bus. Thì như ở trong cụm này ta thấy physical nó lại không trùng với logical. Bây giờ chúng ta cùng điểm qua một chút về các kiến trúc mạng. Thì như các bạn thấy trên hình, trong kiến trúc dạng bus, các thiết bị cùng nhau đấu vào một đường trục chính. Và điều thú vị ở đây là khi một máy gửi tín hiệu vào trong đường truyền này, thì các bạn thấy các máy này như thể đang đấu trong một đường dây điện. Khi một máy gửi vào đường truyền này, tất cả các máy trên đường truyền đó sẽ nhận được tín hiệu. Mà nói lại, thì trong cái chốt dạng bus, các thiết bị cùng nhau đấu vào đường trục ở giữa. Khi một máy gửi tín hiệu vào đường trục chính này, thì các máy
trong đường trục này, cho các máy kết nối vào đường trục chính này để sẽ nhận được tín hiệu. Tiếp theo là kiến trúc dạng sao. Với kiến trúc dạng sao thì việc truyền dẫn phải thông qua một điểm gọi là center point. Như các bạn thấy trên hình thì nếu muốn gửi tín hiệu cho một máy nào đó thì các tất thì phải thông qua các central point này. Nhưng các central point đó lại tạo ra một điểm gọi là tử huyệt single point of failure. Tức là nếu thiết bị trung tâm này mà bị hỏng hóc hay là gặp sự cố thì cả hệ thống mạng này sẽ bị đứt đoạn mà không thể liên lạc với nhau được. Chúng ta có một sơ đồ khác là một sơ đồ hình sao mở rộng. Như các bạn thấy, ta có một thiết bị tập trung central board ở giữa. Xung quanh là các nốt khác nhau. Mỗi nốt này là chia về các nốt lẻ tẻ xung quanh. Như các bạn thấy trên hình đây. Thì lực đồ hình sao mở rộng này có tính phục hồi cao hơn so với lực đồ hình sao cổ điển kia. Như các bạn thấy thì nếu thiết bị tập trung ở giữa mà có bị sự cố hỏng hóc thì các nốt xung quanh vẫn thì thấy nếu bạn thấy nếu nếu thiết bị trung tâm các thiết bị tập trung ở giữa mà bị sự cố thì các cụm xung quanh vẫn liên lạc nội bộ được với nhau, chỉ có điều là cụm này thì không thể liên lạc với cụm kia. Còn nếu một central point đơn lẻ nào đó bị hỏng hóc thì các central point còn lại vẫn có thể liên lạc được với nhau, hiện các cụm còn lại không sao hết. Với kiến trúc mạng ring thì các thiết bị đấu nối với nhau thành vòng tròn và dữ liệu được truyền đi theo đường vòng tròn. Tuy nhiên thì mô hình này vẫn có tử huyệt. Nếu một điểm trong hệ thống bị lỗi thì cả hệ thống không thể hoạt động được. Ví dụ như điểm này bị lỗi thì điểm này không thể liên lạc với điểm này và các điểm còn lại cũng thế. Thì để tăng tính dự phòng thì người ta đưa ra lực đồ dual ring, tức là lúc này có hai vòng kép như các bạn thấy trên hình. Tín hiệu di chuyển giữa hai vòng này trái ngược nhau. Nếu vòng trong đi theo chiều kim đồng hồ thì vòng ngoài theo chiều ngược lại. Lực đồ này có tính dự phòng và phục hồi cao hơn, vì nếu vòng trong đứt thì vòng ngoài nó vẫn hoạt động và ngược lại. Bây giờ chúng ta cùng đi qua một vài kiến trúc đấu nối. Kiến trúc đấu nối đầu tiên là kiến trúc đấu nối full mesh. Trong kiểu đấu nối full mesh thì từ một thiết bị có đường truyền đến tất cả các thiết bị còn lại trong hệ thống. Thì kiến trúc đấu nối full mesh này có tính chịu lỗi cực kỳ cao, vì lỡ một thiết bị này bị chết vì lỡ thiết bị này bị chết thì luôn còn đường đến các thiết bị còn lại, nhưng chi phí để triển khai được cái hệ thống đấu nối này thì cực kỳ cao. Do đó người ta đưa ra một giải pháp tổ hợp tốt hơn là giải pháp partial mesh, tức là chỉ lấy một phần. Lúc này những điểm nào quan trọng nó có nhiều đường đi đến những điểm còn lại, còn những điểm nào ít quan trọng thì người ta giảm bớt đường đi. Như vậy vừa đảm bảo tính dự phòng vừa đảm bảo tính tiết kiệm chi phí. Slide tiếp theo chúng ta cùng tìm hiểu một số dạng kết nối và đường truyền internet. Thì chúng ta thấy trên hình có một số dạng kết nối rất quen thuộc như là DSL tức là ADSL mà bạn hay sử dụng ở nhà. Tức là chúng ta có một con modem ADSL ở nhà rồi kết nối vào internet bằng đường dây điện thoại cho nhà có dịch vụ kế về chúng ta. Một loại thứ hai mà các bạn phải hay nghe nói là internet qua truyền hình cáp. Người ta sử dụng các truyền hình kéo về kết nối modem của hãng truyền hình cáp đó. Ở đây mình lưu ý là ở mỗi hãng truyền hình cáp thì người ta có một modem chỉ độ tín hiệu khác nhau, không hãng nào giống hãng nào. Và loại thứ ba doanh nghiệp hay sử dụng đó là list line, sử dụng cục CSU, DSU có một đường kết nối serial kế vào thiết bị tập trung của nhà cung cấp dịch vụ để từ đó đi internet. Thì ba loại này chúng ta sẽ dần dần tìm hiểu trong chương trình CCNI ACD 1. Và bây giờ mình xin tóm tắt lại một nội dung mà chúng ta đã trao đổi về bài học hôm nay. Thì đầu tiên, mạng là một hệ thống đường truyền dùng để đấu nối các thiết bị để các thiết bị có thể truyền tin được với nhau. Các thành phần cơ bản ta từng thấy là các máy tính để bàn nối mạng, các người dùng di động sử dụng laptop, thiết bị di động kết nối wifi. Các thành phần vật lý cơ bản của mạng mà ta có thể kể ra như là PC, switch, router, laptop, các mạng.
Và chúng ta cũng đã nắm một số ký hiệu tiêu chuẩn để vẽ ra được một sơ đồ mạng. À, chúng ta cũng đã khảo sát một số ứng dụng người dùng như là email, tin nhắn tức thời, tức là chat ấy, web browser, vân vân, và ảnh hưởng của các ứng dụng người dùng trong hệ thống mạng. Chúng ta cũng đã khảo sát các đặc tính có thể có của một mạng như là speed, scope, security, availability, vân vân. Rồi các loại topology gồm physical topology và logical topology. Hai loại này có thể giống nhau, có thể trùng nhau hoặc là khác nhau. Các sơ đồ về đấu nối mạng như là full mesh hoặc partial mesh, ưu nhược điểm của từng sơ đồ đấu nối. Các loại truy nhập internet gồm DSL, cáp truyền hình và leads line. Và rất cảm ơn các bạn đã tham gia buổi học ngày hôm nay. Thì các bạn có thể đặt câu hỏi ở phần ở forum để các anh trong ban quản trị và mình có thể giải đáp thắc mắc của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều.